Thế mà hình dung ra chưa? Thế xong rồi là sau khi mà nó thực hiện được cái tính là nhân cộng trừ 1% của cái này thì giá trị KPI đấy nó thực hiện đưa vào cái hàm PID. Là PID mà muốn đưa vào PID ra ngoài á, đưa vào PID ra ngoài thì như vậy là ở đây trong bộ PID này á, nên là có cái chế độ chọn, một là internal tức là nó cố định bên trong, hai là external tức là giá trị từ bên ngoài. Ví dụ như là bộ tích phân là em lấy từ bên ngoài một cái biến nào đấy à, đây PID giá trị đây, thì như vậy tất cả những cái tham số là nó có đây này. Đây ok, cái em thấy đây là có ra ngoài liền này. Đây như vậy là giá trị KPI này, cả y cả đi này, n là ta đưa vào bao nhiêu em, 100 hay là 50 gì tùy em này. Cái này thì cố hằng số thôi, do cái số chỉ số trung bình lấy mẫu ấy, nhưng mà KPI cái đó được lấy từ đấy. Ví dụ như em tính cái này ấy, ok đây em đưa vào này, vào đây đúng không? Đấy thì như vậy chỗ này của em ra đây là KPI đấy chưa, đấy, như thế. Thế đồ vào bộ PID đây vẫn là sai lệch, thì cái này sẽ có thêm cái đồ vào của cái neuron nữa, chỗ này sẽ là neuron là đưa vào đây à, như vậy. Còn cả IKD là những cái mà nó là có sẵn luôn rồi đi à, có hằng số luôn đi đấy. Thế xong rồi bắt đầu cái chỗ này á, thì như vậy là đầu vào của cái này bây giờ em sẽ đưa vào đây, ví dụ đây là cái sai lệch hay như là cái sai lệch e, sai lệch của dòng điện thì nó là dòng điện, mà nó là tốc độ thì nó là tốc độ. Đây đang nói về vấn đề tốc độ đúng không, thì như vậy đây sẽ là tốc độ, còn chỗ đây sẽ là cái UC điều khiển đấy. Đấy, ví dụ như là UC của em của là bao nhiêu năm đây, thì khi đó là cái tín hiệu này sẽ được là đưa UC đưa qua đây này đúng không? Còn sai lệch em phải lấy từ tốc độ ra ngoài đây này, đưa về cái hàm tính tốc độ, em có cái hàm tốc độ đặt của em ở đâu trong đó. Đúng rồi, ví dụ như ta lấy một cái khối, ví dụ như ta lấy một cái công chẳng hạn. Đấy à, bỏ cái này đi. Từ đây đây thì em muốn phản hồi tốc độ đấy, thì đồ ra tốc độ của em đưa vào đấy, còn lại tốc độ đặt của em thì em để ở trong này. Ví dụ set point của em đấy, tốc độ đây chẳng hạn, thì đây là tốc độ đặt. Ta thấy chưa nào, rồi chưa nào. Dạ rồi đây. Đấy thì như vậy là đây là em sẽ có chỗ này sẽ là sai tốc độ này đó, sai tốc độ của đó rồi này, tốc độ đó đưa ra. Thì sai lệch này đưa vào thì nó vẫn đưa ra là nhân hàm PID thôi, nhưng mà riêng KPI thì nó được lấy từ sau cái hàm FCN này. Rõ rồi hết. Thể hiện được thì mình sử dụng hàm hàm níu lín rồi đúng không, khởi tạo nơ rong chuyển tín đấy. Nào làm em dùng hàm nào cũng được hết, tùy cái quan điểm của em, cái đề không quan trọng. Đây là hắc liêm chẳng qua là thầy lấy ví dụ mà, em hình dung là đây là ví dụ, giống phải là cái thầy làm thay cái PBL cho các em đấy nha. Nãy giờ thầy làm là làm ví dụ, giống phải thầy làm cái PBL cho các em. Rồi cái khối Thế đó cái là mình sáng giờ khởi em cứ tạo. tưởng thầy làm PBL cho các em à, anh như Dạ có không, chuyện món ăn nữa. em hỏi cái mà cái khối đó thầy kia là mình khởi tạo trong cái khối của thầy trong cái MATLAB ở ngoài trang chính rồi đấy. Thế Cái sao? khối khối để tạo mấy cái mã trên đó Mà sao? là mình tạo ở phía ngoài luôn đấy, tạo ở phía ngoài. Thì nếu mà liên quan tới tính toán thì đương nhiên là tính tiếng hoa nó vẫn lập trình nó mà sướng hơn là coi như là tính trong Simulink chứ. Việc kia là phải tính trong Simulink cho nó khổ, đúng không? Lập trình ngoài tính nó mềm dẻo linh hoạt hơn nhiều chứ. Rồi
Trường không đưa lên được cái chi hả? Có cần không? Mà thôi 11 giờ thì nghỉ rồi đó. Làm tiếp bộ điều khiển đến tuần sau thôi. Làm cái bộ điều khiển lái là 5G Neuron PID này là coi như kết thúc phần lý thuyết. Nào bây giờ tất cả mọi người bật cam lên để chụp cái ảnh của cả con điểm danh chứ không thôi được mấy người đi nằm răng chụp. Chụp đường đi xong chập thiếu đi có kêu này. Học có cứ trốn 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 là coi như có ảnh là coi như là có bật máy lên đó muốn có camera được tính là bỏ máy đi chơi. Đủ chưa? À? Rồi, bắt đầu chụp ảnh lại. Lưu cái này nè. Ủa, buổi nay em có đây. Ở đây rồi đây. Rồi lưu đây được rồi. Rồi. À, quên. Gửi cho mọi người cả luôn cho biết. Đấy, trong này là vừa bài giảng, vừa bài tập, vừa là lúc đấy. Rồi. Đấy, vừa là bài giảng, vừa là bài tập, vừa là điểm danh chỉ là đầy đủ trong rồi đó, không thiếu ai cả đó. Đó. Rồi, nghỉ ở đây ha. Chào mọi người ha.